để thu hồi số tiền 36.960.000 đồng và khởi kiện ra pháp luật ạ. Cái này là bên phía ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội thông báo đến cho chị ạ. Em đọc chị có nghe rõ không ạ? À, không nghe cái gì, số gì không hiểu. Anh đọc lại được không? Ở đấy là vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 là tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội ấy, là phía ngân hàng là chị có đăng ký một thẻ tín dụng mã thẻ là 4704-0334-1238-6338. Đến ngày 26 tháng 6 thì có nhận thẻ và sử dụng số tiền 36.960.000 và vẫn chưa thanh toán cho ngân hàng, cho nên ngân hàng mới thông báo đến cho chị đây là đã quá hạn 3 tháng rồi và chưa thanh toán, là chị quên hay sao ạ? Rồi ngân hàng đòi làm gì? Là ngân hàng sẽ hôm nay là bên phía ngân hàng sẽ thông qua pháp luật là khởi kiện ra pháp luật và cưỡng kiện gì tội gì? Số tiền 36.960.000 đồng qua các tài khoản ngân hàng của chị Lý Kim Hương đấy ạ. Kiện gì tội gì? À, chị có nghe rõ không ạ? Không. Là vấn này mình quên thanh toán cho ngân hàng hay sao chị? Chả thanh toán gì hết đấy. Là sao ạ? Mình chả biết cái gì hết á, mấy bạn dựng chuyện lên đúng không? Làm sao dựng chuyện, bên em bên chuyển phát thôi mà chị, sao lại dựng chuyện gì ở đây? Nhưng mà ở đây em thấy bên phía ngân hàng thông báo là cái thẻ này là đăng ký tên Lý Kim Hương, số căn cước công dân là 074. Có nhiều cách để kiếm tiền lắm, đừng có vô cái hội lừa đảo, rồi lừa đảo người dân Việt Nam. Là ý chị là bên phía ngân hàng là đang dựng chuyện để lừa đảo chị hay sao ạ? Anh đó. Rồi cảm ơn nha.